huấn luyện về thương mại gỗ hợp pháp và nhận dạng gỗ. Đây là nguồn tin đến từ Vĩnh Phúc. Theo tin từ Traffic, trong 2 ngày 19 và ngày 20 tháng 9 năm 2019, thì Tổng cục Lâm nghiệp Cộng sản phối hợp với mạng lưới giám sát buôn bán động thực vật hoang dã, còn được gọi là Traffic, đã tổ chức khóa huấn luyện về thương mại gỗ hợp pháp và nhận dạng gỗ cho các cán bộ quan thuế và kiểm lâm cộng sản tại khu vực ở phía Bắc trong khuôn khổ dự án kiểm soát gỗ bất hợp pháp trong xuất nhập cảng gỗ, thực hiện trong 2 năm khoảng 2019 đến 2020. Khóa huấn luyện được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cộng sản hải quan và kiểm lâm trong việc thực hiện các quy định và giảm nhiều rủi ro trong việc kiểm soát xuất nhập cảng gỗ và lâm sản. Kính thưa quý vị, trong 10 năm trở lại đây thì ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp gỗ và sản phẩm gỗ cho trên 120 quốc gia trên thế giới. Theo ông Nguyễn Thế Cường, đại diện cho tổ chức Traffic, thì chính sách đóng cửa rừng tự nhiên của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và một số nước xuất cảng gỗ tự nhiên cho Việt Nam trong những năm vừa qua đã làm giảm lượng gỗ tự nhiên ở trong nước một cách nhanh chóng. Việt Nam hiện nay đang là một thị trường hàng đầu về tiêu thụ gỗ nguyên liệu. Tuy nhiên, khi khai báo quan thuế thì tên một loại gỗ lại được khai báo với nhiều tên khoa học khác nhau đã gây khó khăn cho lực lượng quan thuế. Trong khi đó thì lực lượng quan thuế không được đào tạo bài bản về lâm nghiệp cũng như là nhận dạng gỗ. Do vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng này sẽ góp phần quan trọng để bảo đảm nguồn gỗ hợp pháp. Dự kiến trong thời gian sắp tới đây, dự án sẽ tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện tương tự cho cán bộ hải quan và kiểm lâm cộng sản khu vực miền Trung và miền Nam.